mọi người nha. Thì hôm nay thì Nam ghé thăm một cái miếng vườn chanh bông tím. Thì vườn này thì cũng đang quá trình là xả nhị nè, đang quá trình là chuẩn bị xả nhị đó. Thì hôm nay thì vừa rồi thì ảnh xịt cái bộ kéo bông này, giọt hoa nè, giọt hoa nè, amino nè, ga hoa đồng loạt nè đó. Thì một bộ này là mình pha được 400 lít nước nha. Thì hai gói ga hoa đồng loạt cộng với một chai giọt hoa với một chai amino, đây hai gói ga hoa đồng loạt với một chai giọt hoa với hai gói ga hoa đồng loạt thì mình sẽ pha được 400 lít nước để mình xịt kéo bông đó. Thì vườn này thì ảnh xịt được bữa nay nữa là ảnh xịt được cử hai nè, kéo bông đó, kéo bông. Thì hôm nay thì bắt đầu xả nhị nè, chuẩn bị xả nhị nè, rồi lấy gai nữa nó xả nhị trước nữa nè đó, nó xả nhị nè. Thì vườn này thì theo như dự định đó, thì khi mà nó đậu trái xong hết rồi, ổn rồi thì có khoảng 20 ngày sau thì Nam sẽ tiến hành là phun cho nó thêm một cái đợt gọi là đậu trái đó, với hai nữa là kéo bông cho nó ra thêm một cái đợt bông sau nữa, làm trái chiền á, nghĩa là làm thêm một cổ trái nữa nha. Thì vườn này thì ảnh đang phun kéo bông cử hai nè, ẩm gài mưa quá ảnh chưa có phun được kéo bông nữa. Thì hôm nay thì ảnh đang chạy là đang phun cái cử hai kéo bông đó. Thì hôm nay nè, chẳng giả chừng thấy không, bông thì nói chung là nó ra cũng khoảng 60-70% rồi đó, thì cũng tương đối ổn rồi. Thì mình nói nôm na là khoảng 60-70% thôi. Gà nghẹo cây chứ, thấy không. Này là chanh này, là anh em hỏi thường hỏi Nam là chanh gì, cái này là chanh bông tím nha, chanh bông tím. Đó, gà nè, nghẹo chứ, thấy không, nhánh nè. Thì ở đây thì vườn này thì làm mầm cũng bên Nam, rồi phá lá phá miên trạng đó, rồi xong rồi bắt đầu gãy phân tưới xô rồi phun kéo bông. Thì ngày hôm nay được như ngày hôm nay đây thì chừng cử tới nữa thì chắc lẽ là Nam sẽ cho ảnh phun thuốc ghẻ nha, ghẻ trái, ghẻ trái xong rồi bắt đầu là gì, mình sẽ phun đậu trái, ghẻ trái rồi phun đậu trái luôn để cho nó đậu trái nha, hạn chế rụng trái non đó cho cái vườn chanh của chúng ta. Thì hôm nay như quý nhà vườn chúng ta thấy đó, thì bắt đầu là nó búp ra hầu như là ra bông nè, cũng khá là nhiều rồi nè, chầm chầm luôn nè. Thì Nam quay thì có lẽ là chắc lẽ là mọi người sẽ thấy không rõ đâu, tại vì do cái là cái cây chanh nó đặc tính nó khác, nó là nguyên một cái về chầm 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 gì nào, nguyên tổng thể cây, nhiều khi mình quay xa quá thì mọi người sẽ không thấy được đó, nhưng mà mình quay gần gần thôi. À, bông nè, nó ra nè, nó ra chùm 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 chân nè. Thì giờ giai đoạn này là ảnh đang phun kéo bông đó. Thì cái lứa đầu nè, cái lứa đầu bắt đầu nó xả nhị ra đậu trái rồi nè. Nó đậu về về nè, ẩm gài thì mưa đêm quá, mình cũng vài bữa nó chắc mai mốt gì mình cũng cho ảnh xịt rửa bông lại một cái, rồi rửa trái non lại một cái. Nè, đậu nè, nó ra nè. Giờ chanh này được cái là gì, khó làm bông nhưng mà dễ đậu trái, còn chanh không hạt là dễ ra bông mà khó đậu trái nha. Mỗi cây thì nó sẽ có những đặc tính khác nhau đó, có những đặc tính khác nhau. Chùm chùm thấy không, nói chung là nếu mà giữ được cái lượng trái này thì khá là ổn rồi. Thì chủ yếu là mình phun đậu trái thôi. Xả nhị ra trước nè. Nè, giai đoạn này là bắt đầu núp lá nha, núp lá. Giai đoạn này là núp trong cái dàn lá, lá trong á, bởi vì ra mình sẽ ít khi thấy lắm nè. Rồi thêm cái nữa là nó ra thêm đợt sau nè, đợt sau ra thêm nữa. Thì nói chung là cây chanh này á, mình làm mầm xong rồi á thì bắt đầu là gì, mình phun kích, kích thì bắt đầu nó sẽ ra từ từ từ, nó ra liên tục cho quý nhà vườn chúng ta. Khi mà nó đậu trái ổn rồi thì Nam sẽ tiến hành là gì, làm bông thêm cổ hai nữa cho gì nhà vườn nữa. Nè, chanh này được cái là nó dễ đậu trái, nó không phải gì chanh không hạt. Chanh không hạt thì mình cần phải đòi hỏi là nhiều cái yếu tố, xịt đậu trái liên tục nè đó. Nói chung là còn về chanh bông tím thì nó khó ra bông nhưng mà nó ngược lại được cái là dễ đậu trái. Bông nè, về cũng nè đó. Ôi, ôi, mới xịt thuốc má ơi, đi vô trong vườn nó hôi. Muốn ngói luôn á.
chung là vườn này thì theo như Nam đánh á, thì cỡ khoảng 70-80% là nó ra bông là ổn rồi đó. Mưa quá, mưa nè, nè mưa nè, nó thúi bông luôn nè. Mưa nó thúi bông luôn nè, thấy chưa? Mình phải rửa bông này nọ chứ không chịu. Mưa là coi như là nó làm hư bông mình, gọi là bệnh á, bệnh thắng thư bông á. Thắng thư bông thì thắng thư bông thì quý nhà vườn ta biết rồi, mưa quá thì đâu chịu nổi đâu. Về về trên nè. Vườn này thì cây này cũng được khoảng 2 3 năm rồi, 3 năm rồi. Mình do cắt tỉa tàn này nọ, bởi vì ra nó lùng. Nó không có cao. Nó lùng 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 mà. Chứ để nó cao quá, nó chành phượt lên nhiều quá, sau này nó không có trái nhiều. Cây chanh đặc tính nó là cành phượt nhiều quá thì trái nó sẽ ít nha. Bởi vì ra mình hạ tàn nó xuống hết trơn à, khi mà thu hoạch xong rồi là mình hạ tàn nó xuống. Bông nè. Giờ xả nhị mớ rồi nè. Xả nhị mớ rồi nè, đậu trái mớ rồi nè, thấy chưa? Đây bông nữa nè. Thì giai đoạn này bắt đầu nó ra luôn tuần nè, nè trên đây nhóc chân nè, thấy chưa? Được một cái nè, đây nè. Đặc tính ảnh là vậy nè, chùm 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 vậy nè. Chanh bông tím được cái là gì đó. Con cây này nè, nó ra nè. Ra nè, nhiều lắm, nhiều luôn á. Giờ trắng luôn, bữa nay nó xả nhị nhiều. Nó đậu trái nè. Giờ này nè. Đó. Nói chung là nó ra bông, đậu trái, xả nhị, đủ thứ các kiểu luôn. Đó, thì giai đoạn này là cái mùa này là mùa nghịch của chính cống mùa chanh. Bởi vì ra là gì, làm phải kỹ thì nó mới đậu trái được nhiều. Đó, nhưng mà được cái là cây chanh bông tím này á, thì nó ổn hơn. Cây chanh bông tím này thì bông nói chung là nó là làm bông bên Nam thì nó ra bông khá là nhiều đó, ok đó. Còn ăn thua là cái gì? Ăn thua là cái vấn đề là mình dưỡng bông này nọ thôi, lỗ mày. Vườn chanh này thì ra bông cũng tương đối ngon lành đó. Thôi thì Nam quay một cái clip hạo vậy thôi, thì gửi đến tất cả mọi người nha. Thì sắp tới đây thì Nam sẽ cập nhật thêm những cái video của cái vườn chanh này nữa để gửi đến tất cả mọi người. Thì Nam quay sơ khảo thôi, vườn này thôi. Thì sau này như thế nào thì Nam sẽ quay lại cho mọi người xem nha. Tại vì cái vườn chanh này thì Nam cũng hỗ trợ kỹ thuật, thì Nam cũng đi tới đi lui hoài à. Nam ghé thường xuyên. Rồi sẵn tiện đó thì vừa thăm vườn xong rồi thì Nam sẽ làm một cái clip nhỏ nhỏ như thế này để gửi đến tất cả mọi người. Thì rẻ thì vườn chanh á, thì mùa mưa này á thì nó cũng rẻ rất là nhiều. Đó, bởi vì ra quý nhà vườn ta nên chú ý giùm cho Nam về cái vấn đề rẻ nha. Rẻ thì thường là mình xịt cái chai MT79 cộng với hai cái gói vi phẩm, thì hai cái bộ đó là mình xịt được là pha được 400 lít nước nha, 400 lít nước để mình chỉ rẻ. Còn giai đoạn này là mình cho anh phun là cái kéo bông đó, cái kéo bông thì cái kéo bông này là giọt qua 79 nè, amino combi 79 nè, ra qua đồng lọt nè. Thì cái bộ này mình pha được 400 lít nước thì mình phục xịt dùm cho Nam đó, xịt để kéo cái lượng bông cho nó ra á. Với hai nữa là amino đưa vô cho nó mát để bông nó ra được mập bự. Bữa nay thì nói chung là nắng tốt, giấc sáng thì bà con nông dân thì cũng tranh thủ thời gian nắng này để xịt thuốc men gì đó, thì tranh thủ xịt. Thường thì buổi sáng cái này thì nói chung là nó nắng tốt hơn, còn buổi chiều thì nó hay mưa nè. Đậu trái nè, thấy chưa nè, đậu nè. Cây nói chung là ok lắm á. Tại mình quay trực tiếp như thế này thì quý nhà vườn chúng ta có thể là xem hào hào thôi, nhưng mà đứng tại trực tiếp tại vườn đó, chúng ta xem coi nó bị đã. Tại vì chanh thì nó không phải như cây trái khác, mình quay được tổng thể hết cây. Ôi giờ này nắng lên mình thở mà nó hơi mệt luôn á. Thôi thì Nam cũng kết thúc video tại đây nha mọi người.